Triệu Lệ Dĩnh và dàn mỹ nhân Cbiz có gương mặt mãi không lớn. Mặc dù làng giải trí Hoa ngữ ưa chuộng sự mảnh mai sắc sảo quyến rũ, nhưng không vì vậy mà những ngôi sao sở hữu nét đẹp baby mất đi vị thế. Rất nhiều năm qua vẫn còn những cái tên chinh phục khán giả từ gương mặt bùng ra sữa và đôi má phồng phính của họ. Người đầu tiên phải nhắc tới là nàng tiểu hoa đàn Triệu Lệ Dĩnh. Những năm chập chững bước chân vào làng giải trí, tuy tài năng tầm khá và vẻ ngoài không quá nổi bật, nhưng gương mặt tròn đáng yêu đã đem đến cho cô nhiều vai diễn chất lượng, chiếm được cảm tình của khán giả. Trong đó phải kể đến các tác phẩm ăn khách như Tân Hoàn Châu Cách Cách, Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt. Hơn một thập kỷ trôi qua, dù khả năng diễn xuất và nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh ngày một nâng cao, nhưng chắc hẳn gương mặt baby ấy vẫn là điểm khiến cô trở nên đặc biệt hơn cả. Một cái tên khác sở hữu gương mặt baby được mệnh danh là mỹ nhân không tuổi của Cbiz là Đàm Tùng Vận. Dù đã 30 tuổi nhưng nữ diễn viên thường xuyên cả những màn cơ sừng làm nghé, duyên dáng bất chấp thể loại phim, thanh xuân vườn trường đến phim cổ trang. Dù đứng cạnh ông chú không tuổi Trung Hàn Lương hay mỹ nam sinh năm 1999 Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận đều rất xứng đôi. Cùng cái danh mỹ nữ Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Nha Chát đều sở hữu thân hình quyến rũ vạn người mê. Thế nhưng trong khi Nhiệt Ba mang vẻ ngoài sang chảnh đài cát, thì Na Chát lại có gương mặt đáng yêu mãi không lớn. Có điều diễn xuất của cô chưa thực sự tốt, thường xuyên phồng má trợn mắt gây chán nản cho người xem. Trần Kiều Ân vốn là cái tên được săn đón bậc nhất trong làng phim ảnh xứ đài, không chỉ bởi khả năng diễn xuất mà hơn cả chính là vẻ đẹp đi ngược thời gian của cô. Dù 30 hay 40 tuổi, gương mặt tròn ngây thơ của nữ hoàng phim thần tượng không có quá nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, cuộc sống hạnh phúc cùng tình trẻ khiến cô trông tươi tắn, có sức hấp dẫn lạ kỳ. Góp mặt trong những bộ phim được coi là chuẩn mực của dòng phim thần tượng như Thơ Ngây, Khu Vườn Bí Mật, Thiên Ngoại Phi Tiên, Gia Tộc Thần Bí, Lâm Y Thần là nữ thần trong lòng hàng triệu khán giả thế hệ 8X9X, không chỉ nhận được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, cô còn được yêu mến bởi gương mặt bầu bĩnh và vô cùng đáng yêu. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!